kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn như là ngày 20 tháng 10, ngày 20 tháng 11, ngày 8 tháng 3, vân vân. Tổ chức các hoạt động phong trào như cô giáo tài năng duyên dáng, giỏi việc nước, đảm việc nhà, cô giáo người mẹ hiền. Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt các phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt. Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Khuyến khích các công đoàn viên tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến, tổ chức tham quan, hoạt động trải nghiệm. Tổ chức phát quà cho con em công đoàn viên vào các dịp Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6. Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời những công đoàn viên khi đau ốm, khi gia đình có người thân ốm đau, hiếu hỉ. Ban chấp hành công đoàn nhà trường cùng với ban chấp hành công đoàn ngành đã xây dựng và làm tốt quỹ tương trợ, động viên và giúp đỡ nhiều công đoàn viên trong trường có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Món quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên khích lệ tinh thần cho công đoàn viên rất nhiều. Ban chấp hành công đoàn đã thực hiện tốt được tham mưu với nhà trường trong việc giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho công đoàn viên như là nâng lương, chế độ nghỉ ốm đau, thai sản, đảm bảo sự công bằng trong lao động. Công tác chăm lo đời sống, công đoàn viên đã đem lại niềm vui, niềm phấn khởi, sự đoàn kết gắn bó của các công đoàn viên. Từ đó, khối đoàn kết trong nhà trường được củng cố, công tác chuyên môn được khởi sắc hơn. Các hoạt động này đã thực sự nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên trong nhà trường. Mong rằng công đoàn nhà trường ngày càng vững mạnh và luôn là tổ chức bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công đoàn viên. Trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi mong rằng công đoàn sẽ đề xuất với chính quyền nhà trường và phối hợp với các ban ngành trong và ngoài nhà trường tăng thêm giá trị quà tặng cho con em công đoàn viên trong ngày 1 tháng 6 và có thêm những phần thưởng để biểu dương con em công đoàn viên đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, thị, thành phố, quốc gia và con em của công đoàn viên đỗ đại học với kết quả cao. Đặc biệt có sự quan tâm thăm hỏi động viên đến gia đình công đoàn viên có tứ thân phụ mẫu là liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trong dịp 27 tháng 7. Điều này công đoàn đã thực hiện được một lần trong những nhiệm kỳ trước. Thêm nữa, chúng tôi mong muốn có được những chuyến đi trải nghiệm thực tế xa hơn, dài ngày hơn để các công đoàn viên biết thêm về các vùng miền của Tổ quốc. Trên đây là các bạn của mọi nữ về công tác trong quan đời sống của công đoàn viên. Xin đại hội bổ sung để bà xã luận của chúng tôi được hoàn thiện hơn. Cuối cùng, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Và một trong cái nội dung rất quan trọng của nhiệm vụ chính trị của công đoàn là chăm lo đời sống công đoàn viên. Và cũng báo cáo đồng chí Thanh là tổ bài nữ là một tổ đặc biệt của đặc biệt nhất của trong trường. 100% các tổ công đoàn viên chuyên môn là nữ, không có đồng chí mang công đoàn viên nào. Do đó là công đoàn và chi bộ ra nhiệm vụ là đồng chí hiệu trưởng bí thư chi bộ tham gia hoạt động cùng với sinh hoạt với tổng công đoàn. Nhưng mà về chuyên môn thì 100% là nữ, và với những cái phần tham luận rất là ý nghĩa thiết thực của đại diện tổ nữ và đồng chí Hà vừa trình bày. Thứ nhất là về phía đoàn chủ tịch chúng ta tiếp tục ý kiến tham luận. Và cũng nhân đây là ngày 4 tháng 3, cũng xin cảm ơn và xin chúc đồng chí Hà và đồng chí các đồng chí công đoàn nữ công đoàn viên trong trường, đồng chí Hà Thanh có ngày 4 tháng 3 thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc bên người thân, bên đồng nghiệp và bên gia đình, và luôn luôn thành đạt trong sự nghiệp. Và xin chân trọng cảm ơn.